Ngày 19 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002 NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002 của Chính phủ, trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Nguồn lực tín dụng chính sách đã góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Từ 3 chương trình tín dụng chính sách ban đầu, đến nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Thanh Hóa đã cho vay 22 chương trình tín dụng chính sách. Nguồn vốn đã được đầu tư đến 100% các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, trong đó tập trung ưu tiên cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tổng dư nợ đến ngày 31 tháng 8 năm 2022 đạt gần 11.900 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 130,7% với hơn 246.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn. Chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được nâng cao, góp phần tạo việc làm, nâng cao sức sản xuất hàng hóa, cải thiện đời sống của người dân, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Tín dụng chính sách đóng góp tích cực trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm tỷ lệ thất nghiệp, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Có thể thấy, thành tựu đạt được của tín dụng chính sách được đánh giá là điểm sáng và là một trong những trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo của Việt Nam, khẳng định sự đúng đắn, hiệu quả trong việc duy trì và phát triển mô hình tổ chức, phương thức quản lý tín dụng với tính ưu việt và những đặc thù riêng có của Ngân hàng Chính sách Xã hội, khác với các tổ chức tín dụng tại địa phương. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 27 tập thể và 51 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, thực hiện vốn vay ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2002-2022.